Thời điểm này, tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt nhà xe lớn đã công bố cháy vé các tuyến đi miền Trung và Tây Nguyên. Nhiều hành khách vẫn đang chật vật tại quầy bán vé các nhà xe với hy vọng tìm được một tấm vé để về quê đón Tết. Bây giờ ra mua vé thì gần như các quầy vé của các nhà xe gần như là hết vé rồi. Bây giờ mình hỏi mua vé về Bình Quy Nhơn mà tất cả các quầy xe không còn vé, chờ từ ngày 25 đổ đi là không còn. Có dự định thì nếu không mua được vé thì sẽ đi xe máy về. Mới có ngày hôm nay thôi thì giá vé đã lên khá là cao rồi. Thì như thường ngày thì mình về thì giá tại về Phan Rang thì giá dao động tầm khoảng 140 cho đến 160 thôi. Thì giá vé của xe Tuấn Tú mình mua là đã 190 là rẻ nhất. Theo bến xe miền Đông, tính đến ngày 19 tháng 1, tức ngày 14 âm lịch, bến xe miền Đông đã tiếp nhận 104 trên 200 đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé phụ thu dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tổng số lượng đã bán hơn 205.000 vé. Các đơn vị vận tải hoạt động tuyến đường miền Trung Tây Nguyên đã bán vé từ rất sớm. Đồng thời, do tâm lý hành khách thường chọn đi các hãng có thương hiệu, xe giường nằm, nên đến thời điểm hiện tại, các tuyến này đã hết vé từ ngày 24 đến 28 tháng 12 âm lịch. Năm nay cái lượng vé từ ngày 20 cho đến ngày 30 Tết á, thì cái lượng vé những ngày cao điểm đó hiện tại bây giờ thì công ty cũng đã hết vé cho những ngày đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì công ty cũng có tăng cường xe ghế ngồi để phục vụ cái tuyến Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi vào những ngày cao điểm. Cái lượng vé mà xe thương hiệu thì người ta đáp ứng có hạn, nhưng về việc tăng cường của bến thì luôn luôn vẫn còn. Tại vì người ta đáp ứng là theo cái nhu cầu hiện tại của phương tiện người ta tính toán, chưa đảm bảo về cái quay đầu, cho nên là nếu mà đến khi quay đầu thì người ta vẫn bố trí bán vé cho hành khách tiếp tục. Trong khi nhiều nhà xe có thương hiệu cháy vé thì chợ đen những ngày gần đây hoạt động lại nhộn nhịp hơn, đặc biệt là trên mạng xã hội. Trên nhiều trang nhóm Facebook bán vé xe miền Trung, cứ cách nhau khoảng 1 giờ đồng hồ là có vài bài đăng với mục đích nhượng lại vé. Tuy nhiên, giá vé không được rao bán công khai mà yêu cầu phải liên hệ. Alo, dạ anh ơi, em muốn mua vé về Nha Trang tối ngày 25 còn không anh? 25 năm mình vẫn còn hay sao á? À, nhưng mà cháy vé 450 vé em à. 450.000 là xe gì anh ha? Nói chung là Phương Nam là 460 nè, Thanh Phong 450 nè, nói chung là đem bằng 450, 460 không, bằng 4 bàn 460 nè. Vậy bây giờ em lấy vé bằng cách nào? Không, anh sẽ đặt cái nếu mà đặt vé cho anh á, anh đặt ở từ quận nhất về, xong rồi cái anh đặt anh báo số ghế cho em chạy anh chỉ cái địa chỉ ngay văn phòng á, em chạy ra văn phòng em lấy cái vé, rồi anh sẽ giao tiền đó luôn. Sau khi trao đổi với người bán, chúng tôi nhận được thông tin chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang vào 25 tháng Chạp âm lịch có giá từ 450.000 đồng trở lên, tức đắt gấp hơn 2 lần so với ngày thường. Kháng vé, thiếu phương tiện hiện đang là thực tế xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Và khi chưa mua được vé thì đường về nhà đón Tết của nhiều người vẫn còn xa.